Xin chào anh em, mình là Hợp và hôm nay mình có về được trên tay một chiếc đồng hồ gọi là rất là sang chảnh của Haplot. Chiếc Haplot này của mình là một chiếc mới 100% với đầy đủ các cái như các bạn mua trong store ra. Đầu tiên đó là chiếc đồng hồ của chúng ta với một cái túi gọi là carry bag như này. Đó, chúng ta sẽ có thẻ ở phía sau và chúng ta sẽ có hộp ở đây. Và chúng ta sẽ có một cái tờ certificate của Oklinski gần như là kiểu như là chào mừng các bạn đã mua cái sản phẩm này. Đó, kiểu như vậy. Và dĩ nhiên là chúng ta sẽ có một bộ hộp rồi, bộ hộp của Haplot. Và bộ hộp của Haplot Oklinski đời mới thì nó làm điệu đà hơn nhiều so với bộ đời cũ. Các bạn có thể thấy là cái niềng này, niềng kính này của nó đã làm giống như cái thân của con Oklinski, nó góc cạnh hơn, nó nhiều cái đa giác hơn so với cái đời cũ. Và bộ hộp mới nó đã được làm bằng gỗ với cái lớp sơn piano đen bóng, cho nên là chúng ta sẽ thấy là nó sang trọng và đẹp hơn. Các bạn lưu ý là Haplot hiện tại đã không sử dụng cái sổ nữa, cho nên là trong bộ hộp này của chúng ta sẽ không có sổ đâu các bạn nhé. Nó chỉ có một cái này đi kèm. Và tất cả những cái chi tiết về đồng hồ thì các bạn vui lòng lên trang web của Haplot. Haplot làm online hết. Hiện tại thì họ đã làm online hết. Còn đây là cái nhân vật chính của chúng ta, đây là một chiếc Haplot Oklinski Full Pave King Gold. Và các bạn mở ra thì các bạn kéo như vậy và chúng ta sẽ có ở dưới này. Đó, một chiếc Haplot cực kỳ đẹp và sang chảnh. Có thể nói là sau khi kết hợp với Richard Oklinski, một nghệ sĩ người Pháp, thì cái dòng sản phẩm, những cái dòng sản phẩm của Haplot nó đã thay đổi đến chóng mặt và nó thay đổi theo hướng tích cực cực kỳ đẹp. Nó có cái xu hướng là chiếc đồng hồ chúng ta sẽ đẹp hơn rất là nhiều, và các bạn có thể thấy cái điều đó ở trên chiếc Oklinski này, Classic Fusion này. Đây là đời mới nhất của dòng Classic Fusion và nó gọi là dòng Classic Fusion Oklinski. Chiếc này của mình là một chiếc sử dụng vàng King Gold và nó sẽ có full pave đính kim cương đầy đủ ở phía trên với khoảng 254 viên kim cương được đính đầy đủ ở bề mặt. Một chiếc Haplot Classic Fusion Oklinski Full Pave như này thì sẽ có giá retail khoảng 35.000 đô. Với 35.000 đô thì các bạn sẽ vào khoảng tầm 800 rưỡi đến 900 gì đó. Còn với chiếc này bên mình thì các bạn mua sẽ được chiết khấu đi với cái mức giá tốt hơn nhiều so với các bạn mua giá chính hãng. Chiếc này bên mình bán là 27.500 đô la Mỹ các bạn nhé. Thì các bạn sẽ tiết kiệm được khoảng 7.500 so với các bạn mua hãng. Với một chiếc Classic Fusion thì điểm đầu tiên của nó là nó được làm ra để mọi người có thể đeo được, cho nên là nó có một cái size rất là vừa vặn. Size của chiếc này là 40 x 40. Đó, tuy nhiên thì thực tế thì các bạn sẽ thấy nó nhỏ, khả năng nó nhỏ hơn size 40 một chút, vì cái phần 40 là nó ở cái phần tai nó dài nhất này. Các bạn có thể thấy hai bên tai này dài nhất này là 40. Đó. Và khác với dòng Fusion đời cũ, dòng Fusion đời cũ nó sử dụng nhiều chất liệu và nó là cái thân nó được ghép kiểu sandwich. Thì với cái dòng đời mới này thì các bạn có thể thấy là cái thân của nó hoàn toàn là được sử dụng 100% là vàng King Gold. Nếu mà cái tai này hồi xưa của chúng ta thì hay được làm bằng phần composite và để kết nối cái phần benzen và phần thân phía dưới. Tuy nhiên là với cái dòng đời mới này nó làm hết bằng King Gold, cho chúng ta thấy cái giá trị của đồng hồ nó tốt hơn rất là nhiều. Và cái cách chơi đa giác của Oklinski nó đã đưa lên những cái dòng sản phẩm của Haplot, và các bạn thấy là kết quả thì thật là tuyệt vời. Mặt dial của chúng ta không còn đơn giản là một mặt dial trơn bình thường nữa, mà mặt dial của chiếc Oklinski này đã được làm với cái tạo dáng là 3D với cả tạo dáng đa giác, nó gồ ghề và nó có thêm cái lớp phủ ở dưới để các bạn có thể nhìn thấy rất là tuyệt vời như này. Đó. Một chiếc đồng hồ Haplot như vậy khi mà các bạn đeo đi các sự kiện hoặc đeo đi tiệc thì phải nói là các bạn sẽ nổi bật cực kỳ luôn. Và với cái máy quay của mình thì cũng rất là khó để mà quay được hết cái độ đẹp, chắc chỉ được khoảng 70% so với các bạn nhìn ở ngoài. Các bạn nhìn ở ngoài thì nó sẽ còn O còn A nữa so với cái mẫu sản phẩm này. Đó, 254 viên kim cương cơ mà các bạn. Cực kỳ đã luôn, các bạn có thể xem tất cả các góc cực kỳ đẹp luôn. Và kim cương của nó thì bắt sáng như này. Các bạn có thể thấy là cái độ bắt sáng của kim cương rất là tuyệt vời khi mà mình quay cái góc này. Ở phía bên phải thì chúng ta sẽ có một cái núm chính với logo chữ H, và phần thân bên phải vẫn giữ nguyên cái thiết kế theo cái dòng Oklinski với là sự kết hợp và sự sắp xếp của những cái đa giác xếp chồng lại với nhau. Nó tạo nên một cái bề mặt rất là tuyệt vời.
Ở đáy sau thì chúng ta sẽ có bộ máy đó là Hublot này, HUB1100. Bộ máy này thì đã được nâng cấp lên và sử dụng base trên dòng Sellita SW300. Tuy nhiên thì cái việc sử dụng máy nào thì nó không còn quá quan trọng với những chiếc Hublot rồi. Và bộ máy này thì sẽ có 42 giờ tích cót, 28.800 tần số động và khoảng 25 chân kính, với cái củ văng được làm skeleton và logo Hublot ở phía trên cái củ văng. Đó, các bạn có thể thấy rõ là bộ máy. Ở phía sau thì chúng ta sẽ thấy những cái thông tin như là Hublot Oklinski, và cái đáy sau thì được cố định bởi 6 cái con vít. Và 6 con vít này thì được làm bằng titanium các bạn nhé. 6 con vít này được làm bằng titanium. Phần dây của chúng ta thì cái càng lắc này nó đã làm khác so với đời cũ, nó không còn là một phần chia ra để chúng ta nhìn thấy cái phần dây đút vào, mà nó được làm cứng và chốt ở đây luôn. Và các bạn sẽ tháo hai cái dây này ở phần dưới, chúng ta sẽ không còn hai cái con vít ở mặt trên này nữa. Đó. Với một chiếc Hublot như này thì đeo lên tay sẽ rất là dễ, và khi mà các bạn đeo một chiếc Hublot như vậy thì thực sự là rất là sang. Đó. Chiếc Hublot Oklinski này thì mình không còn gì nhiều để phải bàn nữa. Thì vấn đề còn lại là anh em có đủ tiền để chơi nó không. Thì đây là một chiếc đồng hồ sang, xịn, và nó phù hợp với giới trẻ, và nó phù hợp với những người thích sự nổi bật cũng như là luôn luôn thích những tiệc tùng party. Thì đây là một chiếc đồng hồ phải nói là cực kỳ tuyệt vời. Nó là một chiếc đồng hồ rất dễ gây sự chú ý trên cổ tay của các bạn. Đi kèm với nó là một sợi dây da cao su, và sợi dây cao su của nó có màu đen, và nó sẽ kết hợp với một cái khóa. Khóa này gồm hai chất liệu, đó là các bạn có thể thấy ở đây là một chất liệu ở phía trên là vàng King Gold, còn chất liệu ở phía dưới là thép không gỉ được mạ PVD màu đen. Đó. Thì chiếc này có size 40mm và có lắc to lắc vào khoảng tầm 48mm, cho nên là nó sẽ phù hợp với tai anh em rất là nhiều, tai anh em cả bé cả lớn. Tay anh em nếu chỉ cần tay khoảng tầm 15.5 đến 16 là chúng ta đã có thể đeo chiếc Hublot này rất là dễ dàng rồi. Đó. Bên mình đã có sẵn một chiếc Hublot Oklinski King Gold Full Pave. Nếu như anh em nào có nhu cầu về chiếc này thì em có thể liên hệ bên mình theo thông tin bên dưới video. Chiếc Hublot này thì là một chiếc mới 100% và được bảo hành toàn cầu theo cái chính sách bảo hành của Hublot, và được bảo hành tại ICS là 5 năm. Cảm ơn anh em đã theo dõi video, và xin hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.